Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Thủ Quốc Món Ngon Dễ Làm. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món bò nướng chảo. Một món ăn rất là ngon, cách làm thì cũng rất là đơn giản lắm luôn. Mình nướng sao quý vị, cho miếng thịt bò nó vừa chín tới thôi, thì nó có độ mềm mà vừa phải nè. Rồi miếng thịt bò thì mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay nữa. Rồi mình làm cái phần nước chấm nè, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt, rồi ăn kèm với rau sống nữa. Món này ăn thì khỏi phải nói, rất là ngon tuyệt vời lắm luôn. Rồi hôm nay mình sử dụng một cục thịt bò rất là to, mình mua là bò phi lê nha quý vị. Miếng thịt bò này thì 600g. Nói chung bò nướng nha quý vị thì mình nên mua bò phi lê, thân bò hay là đùi bò cũng được nữa nha quý vị. Chút xíu mình sẽ sơ chế cục thịt bò này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơn nửa muỗng canh muối bọt vào trong cái thau nước, rồi mình đảo đều lên để mình rửa cục thịt bò này nha quý vị. Thịt bò mà mình rửa qua nước muối loãng là được rồi nha quý vị, cho nó thật là sạch luôn. Rồi chút xíu thì mình để cho nó thật là gáo, rồi mình sẽ sắc lát vừa phải nha quý vị, để nữa mình ướp và mình nướng. Rồi cắt thêm tỏi quý vị, thì mình sẽ đập cho nó dập dập nha quý vị. Rồi sau đó thì mình sẽ băm cho nó nhuyễn nhuyễn ra, để nữa mình phi nha quý vị. Đó, nó nhuyễn nhuyễn như vậy là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 3 muỗng canh dầu ăn vào trong cái chảo. Khi mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho hết cái phần tỏi băm nè vào để mình phi nha quý vị. Mình phi cho nó vừa vàng tới thôi. Đó, vàng óng ánh như vậy là được rồi. Nó dậy cái mùi rất là thơm lên của tỏi nha quý vị. Rồi mình sẽ tắt lửa luôn. Rồi mình để đó cho nó nguội nha quý vị. Rồi mình ướp thịt bò. Đó, miếng bò thì nãy giờ mình rửa cũng rất là sạch và để cũng rất là gáo rồi. Bây giờ mình sẽ sắc ra tầm cũng khoảng một phân nha quý vị, mỗi miếng thịt bò. Đó, độ dày thì vừa phải thôi, không có mỏng quá và cũng không có quá dày nha quý vị, khoảng một phân là vừa. Đó, rồi mình sắc từ từ hết luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hết các miếng thịt bò này nè vào trong cái tô nha quý vị. Bây giờ mình sẽ ướp các gia vị vào. À, các miếng thịt bò rất là tươi, rất là ngon nha quý vị. Rồi khâu này rất là quan trọng nè, mình ướp thịt bò, mình cho một muỗng canh đường cát vào. Rồi khoảng 1/5 muỗng canh bột ngọt, khoảng 1/5 muỗng canh tiêu xay, nước tương nha quý vị, thì mình cho khoảng 1 muỗng canh nước tương vào. Rồi dầu hào mình cho khoảng nửa muỗng canh dầu hào vào. Màu điều quý vị, mình cho một muỗng canh màu điều vào. Màu điều thì chủ yếu là mình tạo cho cái thịt khi mà nướng nó ra cái màu thật là đẹp thôi. Rồi sa tế mình cho một muỗng canh sa tế vào luôn. Ngũ vị hương thì mình cho cũng khoảng 1/5 muỗng canh ngũ vị hương vào. Rượu trắng mình cho một muỗng canh rượu trắng vào luôn. Nếu nhà mình có rượu mai quế lộ thì mình thay thế bằng rượu mai quế lộ cũng được nha quý vị. Còn không thì ớt rượu trắng như nhà mình cũng được luôn. Rồi tỏi phi mình cho hết vào luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Coi như cái phần thịt bò mình ớt cũng đã xong rồi đó quý vị. Rồi mình để tầm cũng khoảng 30 phút trước khi mình nướng nha quý vị. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, khi mà nó có cái độ nóng vừa phải thôi, mình sẽ cho các miếng thịt bò vào, mình nướng trong cái chảo này luôn nha quý vị. Nếu nhà mình có bếp than thì mình nướng bếp than hoặc bếp điện, hay là mình nướng trong cái chảo như nhà mình cũng được luôn, cũng rất là ngon lắm nha quý vị, tùy theo gia đình mình. Rồi trong lúc nướng á thì mình sẽ rưới cái phần sốt ớt nè lên trên các miếng thịt bò.
để cho nó thấm từ trên xuống nha quý vị. Rồi mình sẽ trở về lại, rồi tiếp tục mình cũng cho cái phần sốt ốp lên trên. Mình nướng khoảng 2 lần nha quý vị. Tại vì hôm nay bò cũng rất là nhiều, mình nướng trong cái chảo này thì không có hết, cho nên mình chia ra làm 2 lần. Đó, và bây giờ mình cho hết các miếng thịt bò vào rồi đó quý vị. Rồi, sốt ốp còn nè, mình cho hết vào luôn. Khi mà mình nướng, lúc nướng đó quý vị, thì mình để lửa cũng vừa vừa, không có cao quá và cũng không có nhỏ quá nha quý vị. Và sau một hồi nướng thì các miếng thịt bò cũng đã chín rồi. Thì mình sẽ gấp ra hết luôn. Rồi mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra, rồi mình trang trí lại cho nó đẹp mắt, cho nó ngon nha quý vị. Nó đầy một dĩa cũng rất là to lắm luôn. Rồi cái phần nước sốt nè, rồi nước thịt bò khi mình nướng nó ra đó quý vị, nằm trong cái chảo á. Rồi mình cho khoảng 1/3 muỗng canh, đường cát, chút xíu bột ngọt. Rồi nước mắm thì mình sẽ cho chút xíu nước mắm vào. Mình cho hơn nửa muỗng canh tương cà vào, 1 muỗng canh tương ớt, hơn nửa muỗng canh dầu hào. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Cái phần này thì mình sẽ làm cái phần nước chấm nha quý vị. Đó, mình nấu đến khi nó rất là sền sệt lại là được rồi. Đó, bây giờ nó đã có cái độ sệt cũng là vừa phải rồi đó quý vị. Phần nước chấm này nè, mặn mặn, ngọt ngọt và cây cay nữa, ngon lắm nha quý vị. Rồi mình tắt lửa luôn rồi đó quý vị. Rồi bây giờ mình cắt các miếng bò ra nha quý vị. Rau thì hôm nay mình sử dụng là dưa leo nè, tí tô với salad. Rồi mình lấy kéo mình cắt từ từ ra nha quý vị. Đó, sau một hồi mình cắt cũng đã gần xong rồi đó quý vị. Đó, quý vị thấy cái đỏ đỏ này nè, không phải là máu của bò nha quý vị. Nó chỉ có cái hồng hồng thôi, cái phần ứ của bò quý vị, không có sao nha quý vị, ăn cũng rất là ngon. Đó, và bây giờ mình quay cận lên nè, nguyên dĩa thịt bò nướng chảo cũng đã chín rồi. Cắn miếng thịt bò quý vị, nó vừa chín tới thôi, nó rất là ngon lắm. Món này rất là giàu chất dinh dưỡng nha quý vị, ăn rất là ngon, người lớn và trẻ em ăn rất là tốt cho sức khỏe. Đó, chén nước chấm của mình nè, rất là hấp dẫn lắm luôn. Rồi rau của mình hôm nay cũng rất là đơn giản lắm. Món bò nướng chảo cũng đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau.